Đó là quý vị thấy bò tóm là năm nay 92 tuổi, ngày hôm qua là xã nó đưa một cái giá đi nhận tiền hỗ trợ bò lụt. Là bỏ đây lên hết bao nhiêu tiền xe ôm bò tóm? Đi xe ôm lên đến đó hết bao nhiêu tiền? 50 con xe ôm, rồi đem về cho đội nhà được 2 ngàn. 2 ngàn đây quý vị thấy không ta, 2 ngàn. Mà dụ chi bò giò đến 92 tuổi rồi 2 ngàn nhận 2 ngàn. Xóm này là bỏ không có tiền 2 bánh tróng luôn mà nó không đủ một cái bánh tróng. Quý vị thấy rõ rồi chưa? Đây để tôi quay lại rõ rồi, đây. Đây quý vị thấy rõ rồi chưa? Có 2 ngàn. Xóm chặn. Rồi xin một con bò tóm bị trao thêm mỗi một con mua đủ một cái bánh tróng. Đó. Chủ quán cho thêm một con đi chủ quán ơi. Đó, một lò đó mới đủ một cái bánh tráng. Quý vị thấy làm ăn kiểu gì lò đó, thứ nhất là không đủ cái tiền xe ôm của người ta đi lấy, không đủ cái hàng trăm đem lên chơi hành bò giò 92 tuổi nay đi bao nhiêu ta tuổi bà tám 92 tuổi đúng rồi, đây không được bò không nổi mà lên đến quỹ ban nhận được cái giấy mời, lên đến quỹ ban sở thông minh rồi nhận với số tiền là 2 ngàn rồi.